Từ nguồn tin riêng, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã tiếp cận khu rừng thông Ba Lá nhiều năm tuổi tại khoảnh 6, tiểu khu 122, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhiêm quản lý, thuộc địa bàn xã Đạ Chai, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, vừa bị phá trắng. Để tiếp cận hiện trường, phóng viên băng qua con đường đá cấp phối trơn trượt khoảng 7 km với nhiều đoạn dốc cao. Tại đây, khu đất rộng hơn 3 hectare đã bị các đối tượng lấn chiếm trồng hàng trăm cây mắc ca, mua tím, mai anh đào và vô số các chậu nhựa mềm dùng để bọc cây, vứt vương vãi khắp khu rừng. Để thực hiện hành vi chiếm đất, các đối tượng đã phát dọn khu rừng phòng hộ sạch sẽ, không để lại nhiều dấu vết. Thông ba lá bị cưa sát gốc rồi phủ lên bằng các loại lá khô và hầu như không thể phát hiện nếu chỉ lướt qua. Hòng qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã gom những lóng gỗ cưa hạ tập kết tại những vị trí có gốc thông để đốt phi tang. Hàng chục đống gỗ thông cháy nham nhở tại hiện trường. Đáng chú ý, dù các gốc cây đã được đánh số kiểm kê, nhưng thời điểm phóng viên tiếp cận hiện trường, những cây trồng mới như mắc ca, mai anh đào vẫn ngang nhiên tồn tại mà không bị nhổ bỏ, giải tỏa như thường lệ. Người dân địa phương cho rằng nếu số cây đó phát triển thêm thì chỉ ít bữa nữa từ khu rừng sẽ được dựng hàng rào dây thép gai, rào bán hàng trăm triệu đồng mỗi rào, tương ứng 1.000 m2.